Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Nếu như anh em nào tò mò thì chắc chắn là đã ghé qua phần đặc quyền này để xem là VIP 10 chúng ta sẽ có cái gì rồi đúng không? Thì mình cũng đã lên được VIP 10 rồi và cũng đã mua được một cái dương. Trong đấy có thể lựa chọn được Hana hoặc là Mahito. Hai em này thì có sức mạnh tương đương, đặt cùng vai vế với nhau anh em ạ. Thì hiện tại mình rất là yêu thích cái vị tướng Hana. Cái lý do đầu tiên là vì mình hôm trước vừa chiêu mộ ra một em. Và cái lý do thứ hai là trong đội hình của mình bây giờ toán sát thương, đang cần một vị tướng hỗ trợ cũng như là có khả năng chia sẻ sát thương nữa để vào trong đội hình như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ test thử cái em tướng Hana này nha anh em ơi. Thì đây nha anh em ơi, mình đã sở hữu được hai vị tướng Hana đây rồi. Giờ mình sẽ nâng cấp luôn anh em nha. Bồi dưỡng nào. Ồ, có một phôi chỉ định thì mình cũng đã có luôn rồi này. Bản thể ok. Ủa, một vị tướng kia mình khóa hả? Đấy, thế thì mình dùng chính vị tướng khóa để nâng cấp thôi. Ok la. Ba cái phôi này thì khá là dễ này. Để mình chọn mấy cái em dưới này cho nó 1, 2 và 3. Chọn. Lên. Thế là lên là 6 sao rồi này. Tiếp tục mình sẽ nâng cấp lên 7 sao nha. Ôi, sắp hết thuốc tiến hóa rồi anh em ạ. 4 em. Ok, thì tạm thời mình đã nâng được em Hana lên 7 sao rồi. Để mình xem qua em skill rồi nào. Thanh tẩy cho 4 tướng công cao nhất phe ta. Đi búp, ôi tất cả đi búp luôn. Và tăng 25% công duy trì trong vòng 2 hiệp. Nếu là tướng công vật lý thì sẽ tăng thêm 20% bạo nữa, ôi ngon. Thế đi cùng với cả Gojo này. Gojo cũng là sát thương vật lý mà anh em. Bên cạnh đó là Sukuna của mình cũng là sát thương vật lý luôn. Đó, anh em thấy ngon không? Hợp lý nhỉ? Hỗ trợ cực kỳ tốt nha. Thiên sứ công tăng 30% sinh lực, nhanh nhẹn tăng này. Ôi nhưng mà skill này mới level 2 thôi. Tiếc quá. Miễn sát thương phép của toàn thể Feta tăng 10% và phóng một cái kết giới chia đều sát thương công mà tướng Feta phải chịu, duy trì trong vòng 2 hiệp. Ô, chia đều như nào? Chia sẻ sát thương toàn bộ tướng Feta phải chịu, duy trì trong vòng 2 hiệp là như nào? Ủa, chia đều là ra làm sao nhở? Kết giới biến mất thì giúp Feta hồi lượng sinh lực bằng 82% công. Ui, ngon nhở. Ê, hiệu quả không thể thanh tẩy luôn anh em nhá. Căng nè. Khi tử trận toàn bộ tướng Feta hồi sinh lực bằng 161% công. Oh, ngon quá anh em ơi. Ai già, tướng tăng bậc đến bậc 5 à. Tăng bậc đến bậc 5 thế thì mình sẽ kiếm thêm một chút cái thuốc tiến hóa nữa anh em nhé. Mình sẽ đi tăng bậc trước, tháp thần đi. Leo tháp thần một chút nào, khiêu chiến. Đây, mình ra trận nhanh luôn này. Chà, với em này có vẻ như là đi đánh đấm sẽ sướng hơn rất nhiều anh em nhé. Bỏ qua luôn này. Gojo vẫn cứ là MVP thôi. Tiếp theo. Đấy. Cố lên, sắp đủ rồi. Ô, dĩ à. À nhưng mà trước khi đi leo tháp để có thể là lấy thêm tài nguyên và nâng cấp cho em Hana của mình lên 8 sao. Thì mình sẽ đi đánh thử PK với một bạn mà có vị tướng Maki nhé. Mình nghe nói là vị tướng Maki hiện tại nó đang rất là mạnh. Thì để xem như thế nào. Mình cũng test thử xem đội hình của mình là trước khi có em Hana và sau khi có em Hana để đối đầu với em Maki thì sẽ ra làm sao anh em nhé. Toji bên mình rồi. Tiếp tục là Sukuna ông đấy. Kết liễu một em. Sukuna bên mình xem nào. Ôi da. Maki. Hỏi chấm. Điểm nhấn đến từ em Maki anh em ơi. Không thể tin nổi anh em nhá. Căng đét đèn đẹt luôn ạ. Hiện tại thì cái vị tướng Maki đấy mình không biết là do kỹ năng đang bị lỗi hay là phần dịch thuật bị lỗi anh em nhá. Thì đáng lẽ cái skill loạn vũ trảm này gây cho một tướng địch phía trước. Nhưng mà lúc nay anh em có thể thấy đi chiến đấu là oánh cả team mình luôn. Thì nếu như tiêu diệt mục tiêu nó lại tiếp tục là truy kích. Đó, nếu như mà đánh cả team thì kiểu gì chả có đứa bị hẹo thì nó sẽ được truy kích thêm một lần nữa. Tất nhiên là công lần sau nó chỉ có 50% công thôi. Nhưng mà nó cũng làm cái gì đấy cực kỳ là thốn nha. Ôi, cái này lại ngóng chờ tin tức từ nhà phát hành thôi. Xem em Mighty này nó bị làm sao. Nhưng mà không sao, thì mình vẫn sẽ tiếp tục là đi nâng cấp cho em Hana để test thử xem là với sức mạnh của em Hana này nó sẽ như thế nào nha. Đây rồi, có thêm tí điểm để nâng cấp level lên nha. Lên luôn 80 này. Lại thiếu tầm 700 nữa thì mình mới có thể là nâng được lên level 100 anh em ạ. Tiếp tục nào. Bỏ qua luôn. Rồi, thêm một vài ải nữa cho chắc cốp. Ồ, ngon này. Hình như là đủ để nâng cấp bậc lên bậc 5 rồi anh em ạ. Đấy. Ngon luôn. Nâng cấp bậc luôn này. Tuyệt cả là vời. Nâng cấp tướng thôi. 100. Wow.
tiếp tục là 8 sao thì sẽ có thể là nâng cấp được skill này lên level 3. 8 sao thì là cần bao nhiêu thuốc tiến hóa như 2000 à? Thì mình lại đi vượt ở trong cái tháp thần này là dễ nhất rồi. Ở trong phần tháp thần này là cái chỗ mà chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều thuốc tiến hóa thôi. Ok, sau một hồi vượt ải, nhận thêm được một chút phần thưởng. Quan trọng nhất vẫn là cái thuốc tiến hóa. Để mình xem là được bao nhiêu thuốc rồi ta. À, Hana này 3.700 này anh em này. Nâng sao là thêm phát nữa này. Wow, 1, 2 và 3. Một phôi 6 sao. Ui, thế thì phải ghép rồi. Ây nhầm, không phải. Nó phải là ở đây cơ. Phòng thí nghiệm dị năng. Đây, Utahime à. Không được. Ghép U là trời. Vẫn không có này. Ê, thốn thế nhở. Chẳng lẽ nào phải ghép Utahime thì dở hơi quá. À, để mình ghép thử trong phần mảnh xem nào. Ghép tất cả. À, có thêm hai ông Reggie này. Khả năng cao là ghép được Reggie lên đấy. Phòng thí nghiệm. Ôi kìa. Vẫn chưa có à. Dream. Đây. Ghép. Ui, Reggie 5/6 này anh em này. Hốn đấy nhở. Ui, Yasukuna này. Mình đã bảo cờ bí dí tốt đi vào chiêu mộ tí. Xem ra anh em nào không thì ra luôn Sukuna với cả Nita Arata luôn. Eo, cái này Sukuna của mình chuẩn bị lên level 1 rồi anh em ơi. Đây, thêm một phôi nữa là xong với mình ngay. Đấy, thêm một em Sukuna nữa là mình nâng cấp được lên M1 đấy. Nãy mình định đi gọi là hoàn nguyên nhưng mà lại bị thiếu mất cái chìa khôi phục anh em ạ. Chán quá, thế hôm nay tạm thời nâng cấp lên 7 sao vậy anh em nhá. Ok, thế thì mình sẽ nâng cấp cho cái này trước đi. Thay vì nâng sao thì mình sẽ nâng cấp level trước vậy. Đấy, cũng được. Lên luôn. Tăng cấp. Cho nó xịn xò con bò nha. 135 45 này. 47. Ok, trang bị ở đây còn một cái nhẫn nữa. Ôi, nhẫn thủ luôn này. Xịn xò mình xin luôn. Đấy, đội hình của mình hiện tại là thay đổi như thế này. Có thêm em Hana vào nhá. Đây này, đánh lại cái bạn này xem ăn được bạn ấy chưa nhá. Ôi, đây rồi. Ok. Hy vọng rằng là với sự hỗ trợ của em Hana thì sẽ giúp cho đội hình của mình lật ngược thế cờ nha. Ui à, nhưng đội hình của bạn ấy cũng trâu ấy. Khỏe đấy. Bạn ấy nâng khá là đều nha đây. Quan trọng nhất vẫn là em Maki này anh em này. Quả skill thốn vai trưởng luôn á. Rồi luôn. Rồi luôn. Ok không? Ok không? À, được này anh em này. Hợp lý này. Uầy. Anh em thấy không? Em Maki này thì mặc dù nó có cái quả skill 3 ấy. What the hell? Sao lại vẫn thua? Như nào? Hỏi chấm ạ. Ảo ma Canada thế nhở? Lý do là gì vậy? Rõ là mình thắng mà. Hả? What? Rồi luôn. Có thể đây sẽ là một cái lỗi ở thời điểm hiện tại khi mà đi đấu trường nha anh em. Này chắc là mình phải báo cáo lại này. Đấy, thua nha. Không hiểu kiểu gì luôn á. Rõ ràng trong đội hình của mình là vẫn còn em Hana. Và bên cái đó vẫn còn Gojo. Đầy cây máu mà lại thua nha. Ảo thực sự. Nhưng mà thông qua đấy thì anh em cũng có thể nhìn thấy là trước và sau khi mình có em Hana, nó kinh khủng như thế nào anh em ạ. Chiến đấu luôn. Em Hana là một trong những em tướng mà rất là ngon nha. Cái này mà nâng thêm được sao nữa thì thôi rồi lượm ơi luôn á. Mới có 7 sao thôi nha. Anh em nên nhớ là mới có 7 sao nha. Búp cho Gojo cực kỳ tốt luôn. Rồi. Đấy. Thắng easy luôn. Quá đơn giản anh em nhá. Trời ơi. Anh em thấy sức mạnh của em Hana như thế nào? Thì có thể để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Ok, bây giờ là sẽ một thử thách đi đánh boss đi. Xem là em Hana này có làm nên trò chống gì hay không nào. Kẻ địch đánh khá là thốn. Rồi Yuki của mình thì có đá lên và có búp cho đồng đội. Đấy, Hana đấy, tiếp tục là sử dụng búp. Ok luôn. Xin cái tuổi nào. Hỗ trợ. Uầy, đau nhá.
Ê à, thằng kia có skill gì nhỉ? Một đạp. Tiếp tục là có một vòng búp lên. Trời ơi, xịn luôn này. Tô gì múc luôn đi. Chú cụ này. Ok này. Wow, được nhỉ. Châu bò dã man luôn á. Có mana ở team với châu thực sự luôn. Búp các kiểu thanh tẩy debuff cho đồng đội này. Tăng công cho cả Gojo cũng như là Sukuna nữa, tuyệt vời luôn. Không ngờ lên VIP 10 cái lấy được em Hana, nó là một sự khác biệt lớn anh em nhá.